Chị có kẹo mút này. Em không cần đâu, em có kẹo mút này rồi. Vâng, bình thường em thích lắm mà. Em có kẹo mút này. Gì đấy? Đây là kính bảng của em đấy hả? Chị xem nào. Quá. À, nó há miệng ra này. Siêu đấy. Cho chị bảo nha. Kính bảng ơi, cho chị ăn với. Bon Bon TV. Kính bảng ơi, mày đã ăn gì thế? Ơ, kẹo mút à? Ơ, cho tao ăn à? Ngon lắm. Ngon đấy. Cảm ơn kính vàng. Cho tao biết à? Ngon. Cái này chai đấy. Mình mang cái này lên lớp các bạn sẽ thích lắm. Con ơi. Dạ. Đang làm gì đấy? Ăn này. Chị có kẹo mút này. Em không cần đâu, em có kẹo mút này rồi. Vâng, bình thường em thích lắm mà. Em có kẹo mút này. Gì đấy? Ô, sao hay thế? Cho chị xem với. Ai? Đây là kính bảng của em đấy hả? Chị xem nào. Quá. À, nó há miệng ra này. Siêu đấy. Cho chị bảo nha. Kính bảng ơi, cho chị ăn với. Ờ, nhưng mà chị sợ đóng miệng lắm. Thế nào? Kính bảng ơi, cho anh ăn với. Không cho. Xịn thế nhở? Sao bây giờ lại có cả cái kẹo mút kiểu này nữa cơ? Mà lắm. Mua đâu ạ? Mua trên thành phố. Thành phố. Mua trên thành phố cơ. Này chị chẳng có ai trên đấy nên nhờ mua nhở. Thôi cho chị mượn đi. Không. Chị mượn về chị chơi một hôm thôi. Không. Rồi hôm sau chị trả luôn. Không. Hứa mà. Không. Đây, chị cho cả luôn, chị cho cả gói kẹo mút này luôn. Không thèm. Chị, đây này. 5 cái luôn đấy. Không thèm. 4 cái này. Chị, cho chị mượn một tí thôi. Cho mượn một tí không được mang về nhà. Chị phải mang về nhà xem rồi chị nghiên cứu xong rồi hôm sau chị mua chứ. Bây giờ ngồi đây xem tí thế. Xem tí rồi. Ừ, thôi được rồi, xem một tí thôi. Kính vàng ơi, cho chị ăn với. Ngon thế. À, phải cho kính ăn vàng ăn với chứ. Làm hay nhở. Ngon quá. Mới xem được có tí mà. Thôi chị về đây. Hôm sau chị bảo bố chị đi lên thành phố mua cho chị mấy cái luôn. Nhà em có. Nhà em về đây. Mấy cái liền. Chào chị thân yêu. Các bạn hãy đăng ký và chia sẻ kênh của Bon Bon nhé. Hẹn gặp lại các bạn.